Chào các bạn hữu thân thương và cô Minh Châu chào các con yêu quý. Mùa Giáng sinh sắp về, Minh Châu có một bài hát để tặng cho cả nhà. Mùa đông năm ấy, sáng tác của Linh Mục Hoài Đức. Minh Châu trình bày hát hay không bằng hay hát. Và nhân dịp mùa Giáng sinh sắp đến, Minh Châu chúc cho toàn thể các anh chị chúng ta có nhiều sức khỏe, an bình, hạnh phúc, nhiều may mắn trong cuộc sống và được nhiều hồng ân Thiên Chúa. Mời cả nhà cùng lắng nghe bài hát với Minh Châu nhé. Thank you.
Một lễ